Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Talk Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Sâu xa nói gì khi MU đụng độ AC Milan? Madrid sẽ đối đầu với AC Milan ở vòng 16 Europa League. Huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer cũng đã có những nhận xét về đối thủ của mình. Sau khi vượt qua đối thủ nặng ký Real Sociedad ở vòng 32 đội, Quỷ đỏ tiếp tục gặp thách thức mang tên AC Milan trên con đường chinh phục ngôi vương Europa League. Bên cạnh Tottenham hay Arsenal, đội chủ sân San Siro chính là đối thủ lớn nhất mà United có thể gặp gỡ ở đấu trường này. Phản ứng trước kết quả bốc thăm vào tối qua ngày 26 tháng 2 giờ Việt Nam, HLV Solskjaer của MU tỏ ra khá hào hứng. Có trận đấu đáng mong đợi như thế này là điều tốt đối với MU. Chúng tôi cần những thử thách và sẵn sàng chấp nhận chúng. Với bề dày truyền thống lịch sử, AC Milan đang là một câu lạc bộ tuyệt vời. Chúng tôi sẽ chào đón họ và sẽ hành quân đến một sân vận động tuyệt vời. Toàn đội rất háo hức với điều đó. Trận đại chiến giữa MU và Milan cũng chứng kiến màn tái hợp giữa tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và những người đồng đội cũ. Đây là lần đầu tiên chân sút người Thụy Điển trở lại Old Trafford kể từ khi rời đi hồi tháng 3 năm 2018. Zlatan, tất nhiên tôi rất ấn tượng với cậu ấy. Cậu ấy đã gặp phải một chấn thương đe dọa sự nghiệp ở MU nhưng đã hồi phục để đến MLS. Sau đó cậu ấy đã quay trở lại Milan và thực sự nâng tầm đội bóng này, Solskjaer nói thêm. Trong 5 lần chạm trán trước đây ở các cúp châu, Milan đang tỏ ra áp đảo với 4 chiến thắng. Chiến thắng 3-2 vào tháng 2 năm 2010 là chiến thắng duy nhất của Quỷ đỏ trước đội chủ sân San Siro. Solskjaer cùng các học trò sẽ hành quân đến Ý để làm khách trong lượt đi diễn ra vào rạng sáng ngày 12 tháng 3. Sau đó một tuần trận lượt về sẽ diễn ra tại nhà hát của những giấc mơ. Tuchel chưa hết ám ảnh vì trận thua MU, Solskjaer ở UEFA Champions League. Theo huấn luyện viên Thomas Tuchel, thất bại của PSG trước Manchester ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2018-2019 là khoảnh khắc đen tối mà ông chưa thể xóa bỏ trong tâm trí. Ở vòng 1/8 Champions League 2018-2019, PSG dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã có chiến thắng 2-0 trước Manchester ngay trên sân Old Trafford tại lượt đi. Thế nhưng bất chấp lợi thế cực lớn ấy, đại diện nước Pháp vẫn bị loại bởi loạt bàn thắng trên sân khách khi Quỷ đỏ thắng 3-1 tại Parc des Princes. Càng gay đắng hơn với PSG cũng như Tuchel khi Manchester có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ tư nhờ một quả phạt đền mà VAR đem lại và được Marcus Rashford thực hiện thành công. Đây được coi là một trong màn lội ngược dòng kinh điển trong lịch sử Champions League. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Thomas Tuchel, đây chỉ là một ký ức đen tối mà ông chưa thể quên được. Chia sẻ trước lần thứ 5 chạm trán Manchester, nhưng trên cương vị mới là huấn luyện viên trưởng Chelsea, chiến lược gia người Đức nói: "Tôi có thể nói thật rằng sau trận đấu ấy, tôi đã trải qua 2 ngày liền ở một nơi cực kỳ tăm tối. Tôi không thể nói chuyện với ai hay nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài trận thua đó. Đây có thể coi là thất bại tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Đó như là một trận thua trên trời rơi xuống. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm tình cảnh tương tự trước hay cả sau đó. Thực sự không thể lý giải nổi về trận thua này. Đó là lý do tại sao cú sốc ấy thật khó có thể chấp nhận. Dù sao nó cũng giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại Chelsea vẫn đang giữ được mạch bất bại sau 8 trận đầu dưới thời Tuchel. Vào đêm chủ nhật, The Blues sẽ có điểm tựa sân nhà Stamford khi tiếp đón Manchester. Vừa mua được một mùa, Telles sẽ bị MU dùng để đổi lấy sao của Inter. Theo Interleague, Manchester đang chuẩn bị dùng hậu vệ cánh trái Alex Telles để đổi lấy tiền vệ Marcelo Brozovic của Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Telles đã gia nhập MU từ Porto vào mùa hè năm ngoái với giá 15 triệu bảng. Những tưởng sẽ là sự thay thế cho Luke Shaw, nhưng rốt cuộc Telles chỉ nằm nền cho hậu vệ người Anh hồi sinh mạnh mẽ hơn mà thôi. Với việc Telles cũng không chứng tỏ được nhiều trong những lần hiếm hoi được ra sân, Manchester đang có ý định đẩy đi cầu thủ người Brazil để bổ sung cho các vị trí khác. Theo nguồn tin uy tín từ Interleague, Quỷ đỏ thành Manchester đang quan tâm tới tiền vệ Marcelo Brozovic của Inter Milan. Tuyển thủ Croatia đã ghi một bàn và có thêm 6 đường kiến tạo để giúp Nezari chiếm lấy ngôi đầu trên bảng xếp hạng Serie A. MU được cho là chuẩn bị một thỏa thuận trị giá vào khoảng 17 đến 26 triệu bảng cộng với Telles để thuyết phục Inter nhà Brozovic. Quỷ đỏ định giá Telles vào khoảng 17 triệu bảng và điều này có nghĩa chi phí để có Brozovic lên tới 43 triệu bảng. Brozovic từng được huấn luyện viên Antonio Conte đền tên vào danh sách thanh lý vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, cầu thủ người Croatia vẫn quyết tâm ở lại Giuseppe Meazza và đã thể hiện phong độ ấn tượng ở trung tâm hàng tiền vệ của Inter Milan. Các Interista không muốn để mất Marcelo Brozovic sau giao kèo giữa hai bên chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2022 và nhiều khả năng Nezari sẽ phải để anh ra đi vào mùa hè sắp tới. Về phía Manchester, huấn luyện viên Solskjaer đang rất cần một cầu thủ có khả năng phối bóng, đánh chặn tốt trong bối cảnh Nemanja Matić đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tuổi tác. Vì Covid-19, Harry Kane chấp nhận ở lại Spurs thêm một năm.
Theo báo giờ Anh, Harry Kane sẽ tiếp tục gắn bó với Tottenham đến ít nhất là hè năm 2022, bởi hiện khó có đội bóng nào đủ khả năng cho mùa Anh. Từ khi tỏa sáng cho màu Tottenham ở mùa giải 2014-2015, Harry Kane đã nhanh chóng khẳng định vị thế của một chân sút hàng đầu thế giới và trở thành cái tên được nhiều câu lạc bộ lớn thèm muốn. Năm ngoái, tuyển thủ Anh từng đề cập tới việc ra đi nếu gà trống không có bước tiến mới, và xét trên những gì diễn ra ở mùa giải năm nay, ngôi sao này có lý do để thất vọng. Vài tháng trở lại đây đã xuất hiện không ít tin đồn rằng Kane có thể chia tay Tottenham vào hè 2021, nhất là trong trường hợp câu lạc bộ mất sân dự cúp châu mùa tới. Man City cùng United được cho là những đội bóng có quan tâm tới tiền đạo 27 tuổi. Tuy nhiên, theo nguồn tin uy tín từ Telegraph, nhiều khả năng Kane sẽ ở lại Tottenham thêm ít nhất một năm, tức đến hè năm 2022. Lý do là bởi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, gần như không có câu lạc bộ lớn nào đủ sức chiêu mộ số 10 của đội bóng Bắc London. Con số mà chủ tịch Daniel Levy đưa ra được cho là lên tới 150 triệu bảng. Tottenham vẫn nắm thế thượng phong trên bàn đàm phán bởi hợp đồng giữa họ với Kane còn thời hạn tới hè năm 2024. Do vậy, chỉ một khoản phí chuyển nhượng điên rồ mới có thể đưa anh ra đi ngay trong hè này. Real Madrid cùng với Barcelona đều phải đối mặt với bài toán tài chính hóc búa, trong khi PSG lại ưu tiên việc giữ chân bộ đôi Kylian Mbappe và Neymar hơn. Một số bến đỗ tiềm năng như Man City, United hay Chelsea dường như lại mặn mà với Erling Braut-Haaland của Dortmund. Chân sút trẻ hơn Harry Kane 7 tuổi lại có mức giá mềm hơn rất nhiều. Sẽ là điều kỳ diệu nếu Liverpool vào top 4 mùa này. Trước trận đấu với Sheffield ở vòng 26, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã có chia sẻ về tình hình khó khăn. Trong 4 vòng đấu gần nhất, Liverpool thua cả 4. Tính rộng hơn, họ cũng để thua tới 4 trận đấu trên sân nhà Anfield liên tiếp, và cơn khủng hoảng đang thực sự nhấn chìm lữ đoàn đỏ với hàng tá các chấn thương. Chia sẻ trước vòng 26, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết, nếu có thể vào top 4, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Trong trận đấu với Leicester, chúng tôi thất bại nhưng màn trình diễn của các cầu thủ ngày hôm đó thường sẽ có 3 điểm. Rồi trận đấu với West Ham, tôi nghĩ họ kém xa chúng tôi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là kết quả. Bảng xếp hạng không bao giờ nói dối, chúng tôi biết phong độ của mình không quá tồi tệ, nhưng kết quả lại không tích cực và đó là những gì chúng tôi muốn thay đổi. Với hàng loạt khó khăn trong một mùa giải như thế này, chúng tôi phải luôn nỗ lực. Nhưng ngay khi chúng tôi giải quyết được một vấn đề thì một điều không may khác lại xuất hiện. Điều đó có ý nghĩa lớn với những đội bóng mạnh xung quanh chúng tôi như Man City, United, Leicester, Chelsea hay West Ham. Có lẽ Tottenham và Arsenal là có vấn đề tương tự chúng tôi. Nhưng Liverpool không suy nghĩ về điều đó. Những gì chúng tôi cần tập trung là về Sheffield. Nếu có thể giành thắng lợi, chúng tôi sẽ có một bước gần hơn. Chelsea cũng đang có phong độ cao, vì vậy rất ý nghĩa nếu chúng tôi cán đích trong top 4. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.